Xin chào cả nhà. Buổi sáng Thông xin chúc cả nhà luôn an lành, vui vẻ và thành công trong công việc cả nhà. Thì hôm nay mấy anh em mình có chuyến đi du lịch về Côn Đảo cả nhà. Hiện tại mình đang có mặt tại bến tàu Super Đông của tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành mình nha. Khi xuống dưới bến tàu mình sẽ quay cho cả nhà xem. Rồi xin chào cả nhà. Hiện tại mấy anh em mình đang có mặt tại giữa biển từ đất liền ra tới đảo cả nhà. Thì sáng mình khởi hành lúc 8 giờ và hiện tại là 9 giờ. Thì mình cũng được đi nửa quãng đường cả nhà. Theo dự kiến của nhà tàu thì từ đất liền qua tới đảo khoảng trong vòng khoảng 2 tiếng rưỡi trở lại. Thì mấy anh em mình đi cũng được 1 tiếng đồng hồ cả nhà. Thì trong khi đó thì cái thời gian mà khi mình xuống tàu á, thì trên tàu cho phép mình lên bon chơi khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng sau khi tàu khởi hành đấy cả nhà. Và mình đi lên trên để ngắm cảnh, uống nước, quay phim và chụp hình. Và hiện tại mình đang đi trên con tàu Super Đông từ Sóc Trăng ra đến Côn Đảo. Thì chiếc tàu này có chở số lượng cho phép là khoảng 300 người trở lại cả nhà. Nhỏ hơn so với chiếc tàu Express 5 sao. Khi chạy cuối tuần là chiếc tàu nó sẽ chở khoảng 600 người trở lại. Cho nên mình đi giữa tuần thì nó ít du khách qua Côn Đảo hơn cả nhà. Thì chuyến đi này mình mua vé có khứ hồi ha. Mình đi sau mình về dạy trên chuyến tàu này. Hôm nay mấy anh em mình đi ra đảo để viếng mộ cô Sáu và các anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang Hàng Dương. Và cũng là một ngày đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam mình, ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thank you.
đây cả nhà, hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa ha. Mấy anh em mình đã tới quán ăn của Nguyên An quán nằm trên đảo cả nhà. Đây rồi. Là mình thưởng thức cái món cơm niêu cả nhà. Chị Hai nói gì chị Hai? Dạ. Để cơm niêu ha. Nói chung giờ mình ăn cơm nữa, chiều mình đi thưởng thức cái món hải sản của Côn Đảo ha chị ha. Dạ. Giờ cũng trưa cả nhà. Khoảng 11 giờ hơn rồi. Ở đây cả nhà, cái đoàn của anh em mình từ Gò Công ghé qua Côn Đảo ha. Hiện tại bây giờ mình đang tham quan cái An Sơn Miếu. Cái miếu này là còn gọi tên gì nữa vậy anh? À, miếu Bà Phi Yến ha. Dạ, cái thời vua gì? Vua Nguyễn Ánh. Dạ, thời vua Nguyễn Ánh cả nhà. Giờ mình mời cả nhà cùng bước vào trong mình tham quan ha. Đây là bia An Sơn Miếu cả nhà. Do điều kiện trời mưa nên mình không có quay chi tiết được cả nhà. Giờ mình mời cả nhà bước vào trong luôn. Ở đây cả nhà, nay ghé Côn Đảo mình là thưởng thức cái món chè ha. Cũng nghe nói là cái món chè là có món ăn rất là ngon ở tại khu vực này. Có rất nhiều cái quán chè mở ra. Chè ở đây đủ loại cả nhà. Đây. Và đủ giá luôn. Nhưng mà chỉ là mấy cái casino đó là khách sạn 5 sao mới được mở. Quay về gỡ vô YouTube Nguyễn Thông TV coi nha. Ở Gò Công Tiền Giang nha. Mốt sau này anh giới thiệu review cái quán của em. Anh ở Tiền Giang hả? Ở Tiền Giang. Tiền Giang lần đầu hay lần thứ hai rồi? Anh mới đi lần đầu, có một bạn anh đi mấy lần rồi. Chúng ta có là chơi là như thế. Hả? Chúng ta có là chơi là như thế. Chúng ta hả? Rất ngon, rất ngon. Rồi, tiếng review món chè Thập Cẩm cộng với sầu riêng nha. Của Côn Đảo. Qua cô Sáu rồi mình ăn chè. Chè quý vị ơi, đây là ăn tô nha. Rất là ngon thôi, béo đậm đà, cái gì cũng bằng tô cũng ngon ha, cũng bia bằng tô cũng ngon mà nó rất là khác hương vị Gò Công nha quý vị. Và đây cả nhà, buổi chiều của Côn Đảo đây, mưa như bão vậy, làm sao mà đi chơi đây cả nhà. Trời ơi, là anh em mướn khách sạn nằm mà nhắm ra trời như vậy nè.
Hiện tại bây giờ là gần 2 giờ chiều cả nhà. Mưa kéo dài nãy giờ cũng cỡ tiếng hơn.